Nâng ly. Chúc mừng bà đã gặp lại được người tình trong mộng của bà nha. Tất cả đều nhờ bà hết á. Cảm ơn nha bạn Hiền. Cảm ơn Xuân vậy thôi sao? Thì chiều nay tôi dẫn bà đi shopping. Trong đó bà thích món gì tôi cho bà mua hết. Nghe cũng được đó. Nè, nhưng mà đừng có vội mừng nha. Tôi thấy anh Dương đẹp trai, nhưng mà không phải dễ dãi đâu. Muốn chinh phục trái tim của ảnh cũng khó đó. Chính vì vậy cho nên tôi mới muốn nhờ bà làm quân sư cho tôi. Cơm tới rồi đây. Tôi thấy hình như em Kim kết ông rồi đó. Không có đâu, ông đừng có siêu đoán lung tung. Tôi thấy em cứ nhìn trộm ông hoài, còn chủ động xin số điện thoại nữa chứ. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì bảo đảm 100%. Ông làm gì biết được tâm lý con gái mà siêu đoán lung tung? Biết chứ, hồi ở trường tôi đã học khoa tâm lý rồi đó nha. Ăn cơm đi. Tôi thấy ông sắp khổ rồi. Ăn cơm cũng không yên với ông nữa. Mà gọi điện thoại á, có biết nói gì đâu. Bà Hồng mới dặn mình á, là tuyệt đối không được gọi điện thoại cho anh Dương. Trời ơi, nhưng mà nhớ quá à. Mong quá à. Khổ quá đi. Giờ làm sao giờ? Biết sao giờ? Con đang làm cái gì vậy con gái? Ba, con buồn quá à. Ai dám chọc giận Thiên Kim tiểu thư của ba chứ? Không có ai hết á. À, ba nè. Ừ? Đàn ông á, họ thích người phụ nữ như thế nào hả ba? Sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? Thì ba cứ trả lời đi. Đàn ông mỗi người mỗi tính, nên sở thích cũng khác nhau. Nhưng đa số đều thích những cô gái dịu dàng, hiền thục. Sao con lại hỏi như vậy? Bộ con để ý tới anh nào rồi hả? Đâu có. Con hỏi để cho biết vậy thôi. Khi nào con mới chịu vô bệnh viện làm đây? Từ từ đi ba. Từ từ nữa. Con biết con đã tốt nghiệp bao nhiêu lâu chưa? Con học y á là để quản lý bệnh viện, chứ đâu phải đi làm đâu. Bệnh viện của nhà mình mà, ba lo cái gì chứ? Thôi, từ từ cũng được. Ba cũng không cần con vào bệnh viện làm đâu. Ba chỉ cần con nhanh chóng cưới chồng rồi sinh con, cho ba một đứa cháu ngoại bồng là được rồi. Ủa Tâm, sao em qua đây trễ vậy? Dạ, tại em ngủ không được, cho nên em xách xe chạy vòng vòng. Tối rồi sao không ở nhà với má đi? Má em ngủ rồi. Thầy Xuân á, cho cái trà giải buồn gì đó. Em chưa kịp uống, má em uống hết trơn rồi. Bây giờ má em đang ngủ say, kêu hoài không có dậy. Trời đất, trên đời này mà cũng có trà giải buồn nữa hả? Em nghe thầy Xuân nói vậy thôi, cũng chưa có uống nữa, không biết là có giải buồn được hay không. Mà Tâm nè. Ừ? Anh Dương
có ở trên nhà trọ của anh Kiệt không em? Em cũng không biết nữa. Anh Dương có nhiều tâm sự trong lòng không nói ra được. Tội nghiệp ảnh quá. Ai cũng có tâm sự trong lòng mà. Sao ngồi trong góc ở đây có một mình vậy? Má đâu rồi? Má ngủ rồi. Cái gì? Sao giờ này má ngủ sớm vậy? Má ngủ từ hồi trưa tới giờ lận. Tới giờ cơm rồi, sao mày không kêu má dậy ăn cơm? Em kêu hoài mà má đâu có dậy đâu. Này ngủ đã ơi là đã. Má. Ủa Kiệt, con mới về hả con? Dạ. Con về tối quá vậy? Con đi công chuyện đi ngang qua đây, sẵn con ghé nhà thăm má luôn. Má mới ngủ dậy hả? Ừ, bữa nay má ngủ một giấc ngon quá, thức dậy má thấy sảng khoái lắm. Bữa nay con nhìn thấy má đẹp lắm rồi đó. Mặt mày thì hồng hào, chắc là má đang hồi xuân rồi đây. Thằng quỷ. Má già rồi, hồi xuân hồi cái gì không biết. Tâm, nấu cơm chưa con? Chưa. Con tưởng má ngủ luôn tới sáng chứ. Thôi, để má vô nấu cơm cho hai anh em con ăn. Thôi được rồi má, giờ này cũng trễ rồi. Tụi con ăn mì gói cũng được mà. Thôi trễ đâu mà trễ. Má nấu nhanh lắm, chút xíu là có cơm cho tụi con ăn à. Chờ má chút xíu nha. Thôi con vô con phụ má cho lẹ nha. Ừ. Ủa, sao nay má dễ chịu dữ vậy ta? Không nấu cơm cũng không có bị la. Không lẽ trà của thầy Xuân có tác dụng thiệt ta? Mai mình phải lên xin thêm. Quán mình ổn hết hả em? Dạ ổn chị. Đừng uống nữa. Kệ tôi. Chẳng phải cô đã có tình nhân mới rồi sao? Cô quan tâm tới tôi để làm gì nữa? Hôm nay cô không đi chơi với tình nhân mới của cô sao? Thì cũng phải lo làm ăn chứ. Anh đừng có như vậy nữa. Thì ra cô cũng còn quan tâm tới tôi. Cảm ơn cô nha. Anh uống rượu nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Ít ra cô còn quan tâm tới tôi, dù là một chút xíu. Còn Mai, Mai coi tôi là người vô hình. Tôi vô hình trong mắt Mai rồi. Anh á, suốt ngày anh cứ rượu chè be bét như vậy hoài, rồi trách móc hết người này tới người khác. Tôi nhìn anh còn phát chán, huống chi tới cổ. Anh tự chấn chỉnh lại mình đi. Chấn chỉnh hả? Tại sao tôi phải chấn chỉnh? Từ trước tới giờ tôi là như vậy mà. Thằng Dương, từ khi thằng chó Dương xuất hiện đã làm đảo lộn hết mọi thứ. Tôi mất hết cô và cả Mai nữa. Tôi mất hết rồi. Thằng chó đó đúng là khắc tinh của tôi mà. Anh điên hả? Phải, tôi điên đó. Tôi đang điên đây nè. Tôi muốn giết chết nó. Giết chết thằng khốn nạn Quỳnh Thanh Dương. Anh đừng có làm bậy. Coi Dương ngồi tù mọt gông đó. Cô im đi. Thà tôi ở tù cũng muốn nó chết. Thank you.
Kim, tôi đã nghĩ ra cách giúp bà tiếp cận anh Dương. Cách gì? Nói nhanh đi. Lợi thế của bà là cái gì? Lợi thế của tôi hả? Ừ. Đẹp, có nhiều tiền. Hả? Đẹp? Ừ. Thôi bỏ qua vụ đẹp đi ha. Ừ. Cái quan trọng là bà có nhiều tiền. Bà dựa vào tiền của bà đi. Làm sao? Đừng nói là bỏ tiền ra mua người nha. Ừ. Bà khùng quá. Chứ sao? Tôi đã điều tra rồi. Anh Dương đang làm tiệm thuốc của thầy Xuân. Mà tiệm thuốc đó nằm trong hốc bò tó. Xung quanh có rất nhiều người nghèo. Nhiều người nghèo thì sao? Bà nói gì mà quanh co tùm lum, tôi không hiểu gì trơn à. Thì bà đừng có nóng. Nói phải có đầu có đuôi chứ. Nè, bây giờ bà mượn cớ về đó phát quà từ thiện cho các hộ nghèo. Vậy là bà danh chính ngôn thuận được ở gần anh Dương rồi. À, hai cô tới khám bệnh hả? Dạ, chào bác. Chào cô. Hai cô tới khám bệnh hả? Không phải. Có anh Dương đây không bác? À, Dương nó đang ở nhà trong á. Dạ, bác. Dạ, tụi con là bạn của anh Dương đó bác. Tụi con đến đây trước là để thăm tiệm thuốc, sau là muốn gặp thầy để xin bàn một số việc. Dạ, thầy có đang ở trong nhà không vậy bác? Dạ, ở trong đó đó. Dạ. À, thôi mời hai cô vô uống nước. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Bà ngáo chói mắt quá. Chưa hết chuyện này, chuyện khác lại tới nữa. Mời hai cô uống nước. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Cái xã này, bà con còn nhiều khó khăn lắm. Dạ. Nếu hai cô có lòng như vậy, thật là quý quá. Dạ. Tụi con tính nhờ nhà thuốc của thầy á để làm địa điểm phát quà từ thiện đó thầy. Được. Ở đây sân bãi rộng rãi, thênh thang, hai cô cứ tự nhiên sử dụng. Dạ, dạ con xin phép. Ờ, mời cô uống nước. Uống nước đi con. Dạ thưa bác ba, con mới tới. Ờ, con mới qua hả con? Dạ. Ủa, bác ba đang làm gì đó? Sửa cái cửa nè. Còn thầy đâu rồi bác ba? Thầy đang tiếp khách ở trỏng á, mấy đứa bạn của ông Dương. Vậy mấy người bạn đó cũng ở trên Đà Lạt xuống luôn hả bác? Bác cũng không biết nữa. Dạ, vậy thôi con vô nha. Ờ. Kim, bạn em nó thích làm từ thiện lắm. Cũng may là có anh Dương và thầy giúp đỡ. Dạ. Anh Dương cứ dạ hoài à, tụi em mới nhỏ tuổi hơn anh mà. Dạ, tại tôi quen rồi. Cô Mai. Cô Mai tới lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới à. Em chào hai chị. Chào em. Hai chị này là bạn của anh ở Đà Lạt xuống hả? Không, tụi chị ở ngoài thị xã thôi. À, xin lỗi tôi quên giới thiệu. Đây là Mai, đây là Kim và Hồng. Thì ra là chị Kim, chị Hồng. Em chào hai chị. Tôi á là Thiên Kim, biệt hiệu á là Thiên Kim Tiểu Thơ. Bạn của chị á nó vui tính vậy đó. Dạ. Ăn rồi ở nhà giỡn hoài à em. Bảo tới. Ê bà. Hử? Cái con nhỏ tên Mai gì đó, làm gì dòm tôi dữ vậy? Chắc là hôm nay bà đẹp quá mà. Hèn gì, nó ganh tị với tôi là phải mà. Nè,
Bà nên nhớ, con Mai nó là đối thủ của bà đó nha. Làm gì có cửa. Bà đừng có khinh địch quá. Mấy ngày nay á, anh Dương cũng vì nó mà lên bờ xuống ruộng đó. Làm sao? Thì thằng Bồ nó ghen tuông, cứ đến kiếm chuyện với anh Dương hoài. Nè, nó còn đánh anh Dương bị thương nữa đó. Cái gì? Nó đánh anh Dương bị thương hả? Ừ. Sao anh không đánh nó lại? Anh có võ mà. Cái con quỷ đó đã có bồ rồi, còn mày đặt đeo bông nữa. Ủa, bằng sao bà biết vậy? Hả? Thì tôi điều tra giùm bà thôi. Chuyện này á, ở ngoài xóm ai mà không biết. Con nhỏ đó vừa xấu vừa nghèo, sao làm đối thủ của tôi được chứ? Nó có nằm mơ đi cũng không được nữa. Sao bà biết người ta nghèo? Chắc chắn là nó nghèo hơn tôi rồi. Bà đó nha, bà tự tin quá rồi đó. Tình chiến cấm kỵ nhất là khinh địch, cho dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Sao dừng xe vậy? Xe bị bể bánh rồi. Cái gì nữa đây? Trời ơi, cái gì vậy? Đau. Thiệt tình. Bực ghê vậy đó. Nghĩ sao giờ này mà nó bể bánh xe nữa vậy? Alo, anh Dương hả? Dạ, xe tụi em bị bể bánh giữa đường đó. Anh lên giúp tụi em được không? Dạ. Hả? Nhìn ai quen quen vậy ta? Đừng nói nhỏ xấu mà khùng nghe. Ý, nó rồi, quan gia ngõ hẹp. Xấu mà khùng hả cưng? Tao cho mày biết, mặt anh hùng nè con. Vô. Gì vậy? Trời ơi, đứng dưới đường cái ghê vậy. Cái gì vậy? Có sao không vậy? Ê, cái thằng quỷ mà. Con mắm. Ê, con mắm vừa xấu vừa hô. Hô, ông xin. Không có đầu ông á. Ông không biết chạy xe hả? Không biết chạy xe thì đi về nhà đi. Đừng có chạy xe. Đi xơi ở trong xơi đàng hoàng. Đứng giữa đường hả? Đường này dành cho xe ông ta chạy. Đứng đụng gãy chân ngắn chẹo. Đụng cho bỏ thôi luôn. Thôi cái đầu ông á. Kim, thôi bỏ ông đi. Đánh, đánh vậy hả? Bỏ đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Mày thấy ông kiếm chuyện với tôi trước không? Lần sau. Sao vậy hả? Mày xích ra tao đi không nhậu bao hôn. Không có xích ra làm gì tôi hả? Sao? Muốn gì? Ông tên ông là tôi đi thôi đó. Thôi mà Kim, con nhỏ bỏ hôn. Bỏ hôn vậy. Anh Dương tới. Cái gì? Anh Dương tới. Chào anh. Xe bị sao vậy cô Hồng? Dạ, hình như là nó bị bể bánh á. Anh Dương giúp tụi em thay bánh xe được không? Dạ được. Thôi, hôm nay ngày gì vậy trời? Ra đường to là gặp những thứ không ưa. Cảm ơn anh Dương nhiều nha. Anh Dương giỏi quá à. Không có anh, không biết tụi em phải sao nữa. Cảm ơn anh Dương nhiều nha. Anh Dương hay quá à. Trời ơi là trời, tôi không biết nói sao nữa. Hai cái bánh xe làm như tiên xuất hiện. Ông bụt xuất hiện Hai bánh xe ai thay không được. Cái gì? Anh mập này vui tính quá à. Anh có mập, anh khỏe không? Khỏe. Nhưng mà đang bị quỷ ám. Ra đường gặp toàn là chuyện xui xẻo. Gặp toàn những người ngang ngược khó ưa. Giờ sao? Không muốn thưa không? Thưa nói tiếng tôi đi hầu. Ở đâu gửi giấy? Sao nói? Anh Mập, tụi em xin lỗi anh nha. Tại tính của bạn em nó vậy á, chứ không có ý gì đâu. Anh Mập bỏ qua giùm. Hai đứa lùn giống nhau, mạng lùn bên đây dễ thương nè. Còn con kìa, mặc đồ kim sa lụt lụ. Đi mua lưỡi bà nội, xin thị với má. Không có anh Dương ở đây, tôi cho ông biết tay nha anh cha Mập. Bánh nào bị hư vậy cô? Dạ, bánh trước nè anh. Con nhỏ đó, sao tự nhiên thay đổi thái độ vậy? Cái con chanh chua chuối chát, cặp với cái thằng đeo mặt nạ. Đáng đời, một cặp đôi hoàn cảnh thấy ghê. Em ơi, em gì đó ơi, cho hỏi đường lên tiệm thuốc An Lạc nằm đâu vậy em? Dạ, anh chạy theo đường này nè, đi tới ngã ba thì quẹo vô đường đất đỏ,
qua đường đất đỏ tới ngã tư thì quẹo trái, tới ngã ba nữa thì quẹo phải, qua một cái ngọn đồi nữa thì quẹo vô cái hẻm nhỏ nữa là tới. Còn xa không cưng? Dạ không xa lắm, nhưng mà đường hơi khó đi. Ủa, mình vô tiệm thuốc An Lạc để hút thuốc hả? Chứ không lẽ tiệm thuốc chơi, vô phải hút thuốc rồi. Ủa, anh bị bệnh gì? Anh không có bị bệnh, anh đi hút thuốc làm phước cho ông già ở trong xóm. Ờ. Nghe nói ông thầy trong đó, ông hút thuốc hay lắm, nhất là trị bệnh xương khớp gì đó. Dạ, thuốc có thầy xương hay lắm anh. Ừ. Trị được nhiều bệnh, anh muốn giảm cân cũng được nữa. Hay gì à? Dạ, hồi trước á, có một cái ông kia kìa, nặng người cả 100 kg luôn. Cái vô thầy xương cho trà uống giảm cân á. Mấy tháng thôi giảm được 30 kg luôn. Trời ơi, 100 kg mà uống trà giảm cân mấy tháng mà xuống 30 kg. Anh á, 140 kg, uống trà nửa năm anh còn 70 kg. Dạ. Ê, còn cái ông 70 kg, ổng sống ở đâu rồi? Gặp ổng cho coi, sắc đẹp ổng sao coi. Dạ, ổng chết rồi. Bảy mấy? Vô duyên, uống thì tao chết sao? Dạ không có phải, ông chết là do tai nạn giao thông. À, này được nè, tưởng nó uống thuốc vô chết chứ. Giờ sao, giờ đi bao nhiêu ngọn đồi nữa mới tới? Thì giờ nè, anh đi đường này. Tới ngã ba. Tới đường đất đỏ. Quẹo vô. Tới ngã tư, anh quẹo trái. Tới ngã ba nữa, thì anh quẹo phải. Nó tóm lại thì giờ anh đi tới đâu á, anh hỏi người ta đi rồi tới. Trời ơi, hậu nói như không à, đi thẳng gặp người hỏi tiếp. Dạ. Có duyên ghê vậy. Ủa, anh tới đây lấy thuốc hả? Tới tiệm thuốc, không hút thuốc tới đây làm gì? Ủa, hai anh quen nhau hả? Em thấy hai anh có nhiều điểm giống nhau lắm á. Vậy à, sao tôi không nhận ra ta? Thôi, hai anh nói chuyện đi, em vô phụ bác ba. Anh hút thuốc xong chưa? Mời anh vô trong, uống trà. Cảm ơn, tôi không biết uống trà. Dương. Em. Anh với anh Cá Mập có chuyện gì phải không? Đâu có gì đâu em. Tại em thấy thái độ của anh Cá Mập rất là kỳ kỳ á. Tại anh nói chuyện thẳng tính một chút thôi. Mà em thấy anh cũng tốt lắm á. Anh tới hút thuốc cho ông già trong xóm á. À. Hôm bữa chuyện mà anh kêu em giấu á, em lỡ nói cho chị Mai nghe rồi. Em xin lỗi nha. Bỏ đi, chuyện qua rồi thì thôi. Mà còn nữa. Chuyện gì nữa? Chuyện mà anh bị anh Minh đánh á, không chỉ một mình chị Mai biết đâu, mà mọi người ai cũng biết hết trơn rồi. Mà sao vậy? Má em nói. Tại sao má em biết? Lúc em nói chuyện với chị Mai á, má em cũng nghe nữa. Nhưng mà anh cũng đừng có trách má em nha, tại vì má em tin nói mà. Bỏ qua đi. Mày ơi, mày,
đại ca. Tụi bay hả? Tập hợp đến nhà Mai cho tao. Dạ. Em kiếm khắp nơi mà không thấy chị Mai đâu hết á. Đi đâu rồi không biết nữa. À, mà còn điều này nữa nè anh. Chuyện gì? Thằng Dương á, nó cũng đi đâu mất tiêu luôn rồi. Giờ mình làm sao anh? Mày đi kiếm thằng Dương cho tao. Dạ. Đi bộ hả? Đi đi. Kiệt. Ông đi đâu vậy? Mới đó lại nhớ tôi rồi hả? Ông cho tôi ở đỡ vài ngày được không? Không cho thì cũng đâu được. Thôi, ông vô nhà đi. Ừ. Có chuyện gì á mà ông lên nhà của tôi lánh nạn vậy? Ông đừng có nói là ông bị đánh nữa nha. Đâu có. Vết thương cũ của ông bây giờ còn đau không? Khỏi rồi. À. Hả? Tôi mới học được món lẩu chay. Chiều nay á, tôi sẽ trổ tài nấu cho ông coi. Ông cũng thích ăn đồ chay nữa hả? Tôi không có hứng thú với đồ chay. Tôi biết thế nào á, ông cũng lên đây cho nên tôi học nấu trước. Ông tốt với tôi quá. Còn chuyện này nữa, thuốc đỏ với bông băng nhà tôi nó sắp hết rồi. Để tôi đi ra ngoài tôi mua thêm. Lấy tôi con cá diêu hồng đi anh. Có liền. Bao nhiêu tiền vậy anh? 20 ngàn. Rồi cho em gửi. Rồi cảm ơn. Buôn bán tốt lành. Tốt lành gì đâu. Có ông đạo cá tới mới đắt chứ. Ê muốn chết à. Nè chê nè, lóc nè, diêu hồng nè. Đầy đủ món yêu thích. Lấy cho tôi 2 con ếch đi. Ôi 2 con sao đủ ăn. Lấy nhiều nhiều lên đi. 3 con nha. 3 con. Tại vì tôi buồn chùm 3 con. 2 con bán quá được. Thôi được rồi, lấy đó, luôn. Chùm 3 con, lấy luôn. Bữa nay tôi ăn chay cho nên á, mua về để chơi thôi. Hey, vụ gì ăn chay hoài. Ăn chay có ngon đâu mà ăn hoài vậy. Lỡ chứ chấp thằng bạn ăn chay thì biết làm sao bây giờ. Lại là thằng Dương nữa hả? Thì nói chứ ai. Cái thằng đó có tốt lành đâu, ông chơi nó hoài vậy. Nè, thằng kia máu nè. Bao nhiêu? 88 ngàn. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, cảm ơn. Tao nghe. Thằng Kiệt nó đang mua cá ở đây. Tụi bay đến nhà thằng Kiệt chưa? Dạ, em tới nhà nó rồi. Nhưng mà khóa cửa. Tiếp tục theo dõi nó. Kiểu gì cũng tìm ra được thằng Dương. Dạ, em biết rồi. Bà đi với tôi tới tìm thuốc nha. Bà muốn cái gì tôi cũng mua cho bà hết. Nha. Anh Dương đâu có ở tiệm thuốc đâu mà bà tới. Sao bà biết? Thì tôi đoán vậy thôi. Nếu mà anh không có ở tiệm thuốc vậy anh ở đâu ta? Nói nghe nè, bà tìm cớ gì cho tôi gặp ảnh đi. Tôi năn nỉ bà đó Hồng ơi. Thật ra thì hồi nãy tôi có nhìn thấy anh Dương đi chung với anh Kiệt ở gần đây nè. Ông Dương ơi. Ông Dương ơi. Ông mới về hả? Ông ở trong nhà mà còn kêu tôi khóa cửa ngoài nữa. Ông lẫn trốn như tội phạm vậy. Nè, ông đem mấy con ếch vô phòng thí nghiệm giùm tôi đi. Ông mua ếch nữa hả? Nè, ông đừng đem đi thả của tôi luôn nha. Tôi giết ông chết liền đó. Chết sớm đỡ phiền phức. Ông không dễ chết như vậy đâu. Ông phải còn khổ dài dài nữa.
Ủa, ông tính đi đâu nữa hả? Tôi đi công chuyện. À, ở nhà nấu cơm giùm tôi luôn đi. Nấu cơm? Ừ, ông biết nấu không đó? Tôi nhìn cái mặt của ông á là tôi biết ông không biết nấu rồi. Thôi để chút nữa tôi ra ngoài tôi mua đồ chay tôi nấu cho. Ở yên trong nhà giùm tôi, đừng có ra ngoài bị người ta đánh nữa đó. Tôi biết rồi. Nè, vô nhà rồi khóa cửa lại giùm tôi. Ừ. Còn ngoan xoài được hả? Mau đi làm việc lẹ đi. Bà làm gì mà khẩn trương quá vậy? Đang giờ nghỉ mà. Ủa, có bệnh nhân cấp cứu hả? Cấp cứu bà, đại quả tới rồi kìa. Mau đi làm việc nhanh đi. Bà nói gì nãy giờ tôi không có hiểu gì hết trơn á. Trời ơi, Thiên Kim tiểu thư tới rồi. Con gái của ông tổng giám đốc tới rồi đó. Hả? Bà chặn lửa đó làm sao? Giờ này lại tới đây nữa. Ai mà biết đâu. Thôi trời, lẹ lẹ đi, nhanh lên. Đó, lấy dĩa xoài kìa. Nhanh lên. Ông Dương, ông sao vậy? Tôi đã dặn đừng để ai đánh nữa mà. À nhưng mà tụi nó là tụi nào vậy? Ông đã gọi điện báo công an chưa? Dương, cô chào bác. À, chào con. Ba. Con sao rồi? Con nằm nghỉ đi. Sao ba biết con ở đây vậy? Bác Lâm, giám đốc bệnh viện, là bạn của ba mà. Sao con ra nông nổi này? Cả tháng này sống sao rồi? Dạ con không sao đâu ba. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ba đừng có nói cho sư phụ biết nha ba. Con sống ở chỗ Tây Xuân có tốt không? Sao mà bị thương quá trời vậy? Con ở đó rất là tốt. Con bị thương là do bản thân con thôi, không liên quan gì đến sư phụ đâu. Ba đừng có nói gì sư phụ buồn lòng nha ba. Ba biết rồi. Con là bạn của thằng Dương hả? Dạ, con tên là Kiệt. Con cũng mới vừa quen biết với Dương không bao lâu, nhưng mà hai đứa hợp nhau lắm. À, được vậy bác cũng mừng. Trước giờ thằng Dương nó ít bạn lắm. Trời ơi, không biết anh Dương có sao không nữa. Bà Kim. Hả? Trời đất ơi, vội vàng mà đi kỳ cục vậy. Thiên Kim tiểu thư yêu kiều đâu mất tiêu rồi. Bà làm vậy, nhân viên người ta nhìn thấy, còn gì là danh giá của con gái ông giám đốc nữa. Tự tin lên. Đi. Dạ, em chào chị. Dạ, em chào chị Kim. Chị mới tới hả? Đứng lại. Tôi nói cô đứng lại. Ý, vô đi. Cô là ai? Tôi là y tá. Xin hỏi là chị có cần giúp gì không ạ? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu như chị không có việc gì cần nhờ á, thì tôi xin phép đi trước. Thôi, vô thăm anh Dương đi. Đừng có ở đây gây sự với người ta nữa. Đi. Trời ơi, sao bà ghen quá vậy? Chắc chắn á là anh Hằng sắp gặp đại quả rồi. Con có biết những người đánh Thiên Dương là ai không? Con cứ nói đi, con đừng ngại.
Chuyện riêng của Dương con cũng không dám nói bậy. Con cứ nói đi, bác hứa là sẽ không nói lại với nó đâu. Con có nghe thằng Dương nói rằng gần đây có xích mích một vài chuyện với một người tên là Minh, về chuyện ghen tuông hiểu lầm gì đó ở tiệm thuốc. Thật ra thì con cũng không hiểu rõ lắm, nhưng con nghĩ rằng có liên quan đến người tên Minh đó. Thằng Dương, nhà cửa trên Đà Lạt không chịu ở, một hai đồ theo thầy Xuân về tiệm thuốc. Từ nhỏ đã sống sung sướng, không quen chịu cực khổ. Bác nhìn thấy nó, bác xót quá. Mời vô. Anh Dương. Chào anh. Anh Dương khỏe chưa? Tôi khỏe rồi. Em nghe nói á là anh rất là thích hoa hồng. Kim tặng anh Dương nè. Cảm ơn cô Kim. Vết thương của anh đó còn đau lắm không? Cũng bớt nhiều rồi. Cảm ơn cô Kim đã đưa tôi đến đây. Cảm ơn gì chứ, anh Dương khách sáo quá. Anh Dương á là người yêu anh Dương á là người ơn của em. Bữa trước mà không nhờ anh Dương á là không biết tụi bắt cóc nó làm gì em rồi. Cho nên á, cả đời này không bao giờ em quên được ngày đó đâu. Cơm tới kìa. Cảm ơn em. Chết bộ rồi. Tự nhiên á, đụng vô ở kiến lửa làm chi? Bộ cô ta là con gái của tổng giám đốc, không lẽ muốn đuổi ai thì đuổi hả? Đương nhiên là cô ta có quyền rồi. Cô ta là con gái một của ông tổng giám đốc đó. Bệnh viện này nè, trước sau gì cũng do cô nắm quyền thôi. Nhưng mà ông giám đốc á, cũng phải biết đạo lý chứ. Tất nhiên á, là ông giám đốc sẽ nói chuyện đạo lý rồi. Nhưng mà muốn đuổi việc á, thì họ cũng đâu thiếu gì lý do để mà đuổi. Bây giờ làm chỗ này không được thì tôi làm chỗ khác. Tôi đi làm chứ đâu phải đi xin xỏ ai đâu. Trời ơi, bà nói nghe dễ quá. Bà suy nghĩ đi nha. Bệnh viện này là một bệnh viện lớn mà hả, chế độ ưu đãi cho nhân viên rất là cao nữa. Mà tụi mình á nha, còn có được cơ hội đi tu nghiệp ở nước ngoài nữa. Dễ gì mà kiếm được một công việc tốt như vậy chứ. Bà thấy không, bồ á chỉ là y tá thử việc mà lương á đã bằng y tá chính thức của những bệnh viện khác rồi. Có nhiều chỗ á y tá thử việc đâu có lương đâu. Nhưng không lẽ bây giờ tôi phải để người ta ức hiếp hoài hả? Thôi bạn tâm đi, lâu lâu cô Kim mới tới đây một lần thôi à. Tại vì bà xui á cho nên mới bị đụng độ với cổ. Sao tôi xui dữ vậy không biết, tự nhiên đụng độ với bà chằn lửa đó. Chắc chắn á là cổ không có để yên cho bồ đâu. Ba, ba với ba anh Dương á là bạn thân thiệt hả ba? Mà sao con không nghe ba nhắc tới gì vậy? Bạn thân từ lâu rồi, trước khi ba cưới mẹ con kìa. Nhưng vì ở xa cho nên ít liên lạc. Con quen với cậu Dương từ lúc nào vậy? Thì cũng mới đây thôi à. Mới đây thôi đó mà đã quan tâm tới như vậy rồi. Thì không phải á, là ba luôn dạy con á là phải luôn quan tâm đến bệnh nhân như là người thân của mình sao? Con trở nên ngoan ngoãn nghe lời ba từ lúc nào vậy? Ba này, ba cứ chọc con hoài à. Con không nói chuyện với ba nữa đâu. Ba thấy thằng Dương là người tốt, con thích thằng Dương như vậy ba thấy cũng yên tâm lắm. Ba cũng thấy anh Dương là người tốt phải không ba? Chẳng những tốt mà lại còn đẹp trai nữa. Người tốt như vậy khó kiếm lắm đó nghe. Ba này, chọc con hoài hả? Bộ anh tính để yên chuyện này thiệt luôn đó hả? Anh bảo công an bắt hết tụi nó đi chứ. Chưa chắc là do anh Minh làm đâu. Em chắc chắn là thằng cha Minh đánh anh để trả thù đó. Em có chứng cứ gì không? Hôm đó anh cũng đâu có thấy rõ mặt của người ta. Tuy là em không có chứng cứ nhưng em khẳng định là như vậy.
Mà anh sao vậy? Người ta đánh anh mà anh tới Địa Yên luôn hả? Anh có lỗi trước. Anh làm chia rẽ tình cảm của Mai và Minh. Chị Mai không có thèm yêu con chả nữa thì liên quan gì tới anh? Nè, em đừng có nói cho chị Mai biết nha không? Em không nói thế nào chị Mai cũng biết à? Về nhà cũng không được nói cho ai biết hết. Em không nói, nhưng mà em in tờ rơi rải vòng vòng luôn. Thôi anh mệt rồi, em về để cho anh nghỉ ngơi chút. Ở chơi chút cũng được nữa hả? Về đi, để cho anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Vậy thôi, anh Dương nghỉ khỏe nha. Thuốc này một ngày uống 2 thang. Dạ. Mỗi thang đổ 4 chén nước, nấu khoảng nửa tiếng. Dạ. Trước khi ăn cơm uống lần, sau khi ăn cơm uống lần. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy, con nghe nói thầy, thầy có thuốc giảm mập hả thầy? Giảm cân là một quá trình dài hạn. Dạ. Chứ không phải một sớm một chiều mà được đâu. Và cũng không có thuốc đặc trị nữa. Phải thường xuyên luyện tập và ăn uống có điều độ một thời gian dài lắm đó con. Thôi, coi bộ khó quá. Khó bỏ qua thầy. Từ từ á, mình sẽ làm sao thầy ha. Thầy, nhiêu tiền con gửi thầy? Thôi được rồi, con cứ đem thuốc về sắc cho ông cụ uống đi. Thầy cho con gửi chút xíu tiền thuốc đi thầy. Thuốc này á, thầy cũng mua mà. Không sao, không sao. Ông cụ đó, ông sống có một mình, tội nghiệp lắm. Thôi, coi như mình giúp đỡ ông đi ha. Thầy thì có thuốc, cậu thì có công đi lấy thuốc. Coi như mình giúp đỡ ông già đi. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy á, thì nhân từ, có học trò ác. Nhóc. Dạ, anh đi hút thuốc hả? Đến tiệm thuốc, không hút thuốc hút gì? Dạ, em cũng vậy đó. Em không hút chai. Cho em. Mới bị lớn mà không thuốc, bệnh gì mà hút? Em bị bệnh buồn. Buồn mà cũng có thuốc đặc vậy nè. Có chứ anh. Công nhận ông này thuốc lợi hại thiệt. Thôi, em vô lấy thuốc nha. Cảm ơn ba. Ba hỏi bác sĩ rồi, khoảng 3 ngày nữa con xuất viện. Về nhà mình dưỡng thương nha con. Ba về Đà Lạt trước đi, con muốn ở tiệm thuốc với sư phụ. Con về nhà mình dưỡng thương đi, khi nào khỏi hẳn á, hãy về tiệm thuốc. Có sư phụ chăm sóc cho con, ba an tâm đi ba. Ba làm sao mà yên tâm được khi chuyện này còn giải quyết chưa xong. Cái thằng Minh nào đó, nó chưa chịu bỏ qua đâu. Ba đừng có nghe thằng Kiệt nó bậy. Không có chuyện đó. Con nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Con có biết ở trên Đà Lạt, ngày nào ba cũng lo lắng cho con không? Con xin lỗi ba. Con lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, những thiệt thòi cho bản thân mình không à. Mai, ủa con nhỏ này nó đi đâu nữa rồi cả?
Đúng thầy. Mất hết 3 bao thuốc rồi. Mới chuyện qua tôi đếm vẫn còn đủ. Tôi cũng đi kiếm cùng hết ở trong tiệm thuốc rồi mà cũng không thấy đâu hết. Sao kỳ vậy ta? Chiều tối hôm qua chú qua mày có thấy gì lạ không? Tối qua tôi về thì tôi có thấy bóng dáng ai chạy ở ngoài hè. Nhưng mà tôi nghĩ chắc tại lớn tuổi rồi, mắt nó qua vậy thôi. Vậy là đúng rồi, có người trộm thuốc thiệt rồi. Thầy nói sao chứ ai trộm bao thuốc để làm gì chứ, đâu có đáng tiền gì đâu. Dạ lại xã mình xưa nay đâu có chuyện trộm cắp gì đâu thầy. Không lẽ liên quan tới thù quán cá nhân của Dương ta? Hành động này đúng là hành động trả thù đây. Dạ thưa thầy, con mới tới. Thầy, con nghe nói là tiệm thuốc của mình bị mất trộm hả thầy? Mất hết mấy bao thuốc con. Ai là đi lấy mấy bao thuốc làm gì không biết nữa. Thôi, chuyện không đáng, bỏ qua đi con. Dạ. Chị Mai. Tâm. Chị qua hồi nào vậy? Chị cũng mới qua à. Dạ, chào thầy. Thầy ơi, con đi phụ giúp thầy dọn dẹp nha. Cảm ơn con. Đi làm đi con. Ủa, con đi đâu về ghé hả? Dạ, con nghe nói tiệm thuốc của mình bị mất trộm hả thầy? Mất mấy bao thuốc khô con. Thầy có nghi ngờ ai không? Thầy có biết ai lấy đâu mà nghi ngờ. Ủa, bộ con có nghi ngờ ai hả? Con nghĩ người ta lấy mấy bao thuốc đó để thực hiện âm mưu gì đó ghê gớm lắm đó thầy. Âm mưu? Âm mưu gì? Thì con đâu biết đâu, con chỉ nghĩ vậy thôi. Thôi con, mấy bao thuốc nam thôi, không đáng bao nhiêu tiền, bỏ qua đi con. Mà vấn đề không phải là tiền thầy, chắc chắn là có âm mưu gì đó thầy. Âm mưu gì? Hả? Thì con đâu biết âm mưu gì đâu. Không lẽ là anh Minh sao ta? Là anh cho người đánh nó thì sao? Nếu có phải anh chưa đánh nó thì có phải em chưa xuất hiện trước mặt anh phải không? Em bỏ đi đâu? Em đi với nó phải không? Anh hết thuốc chữa rồi. Tôi không hiểu tại sao lúc trước tôi lại yêu anh. Tôi đúng là mù quáng mà. Cuối cùng thì em cũng chịu nói ra suy nghĩ của mình rồi. Em nói đi, thằng đó có gì hơn anh? Em nói đi. Hả? Không nói được chứ gì. Chẳng qua nó giỏi đóng kịch hơn anh, nó giỏi đeo mặt nạ hơn anh thôi. Anh thôi đi. Nếu em còn tiếp tục qua lại với nó, anh sẽ không để yên cho nó đâu. Anh điên rồi. Em mới chính là người điên đó. Nó đạo đức giả như vậy mà em cũng nhận ra sao? Chắc anh đạo đức thật hả? Em mời vô. Anh Dương. Cô Mai. Vết thương của anh Dương còn đau không? Không sao đâu, ngày mai tôi xuất diễn rồi. Cô Mai ngồi đi. Anh Dương, anh có giận em không? Đâu có liên quan gì đến cô Mai. Thì tại em anh mới ra đông nổi như vậy. Tôi nghĩ chắc anh Minh hiểu lầm rồi. Tôi và Mai chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mai đừng có suy nghĩ lung tung. Có cơ hội tôi sẽ giải thích cho anh hiểu.
Mình chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Đúng rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi nghĩ sau này mình ít tiếp xúc với nhau thì tốt hơn, để tránh cho anh Minh và mọi người hiểu lầm. Anh Dương. À, chị Kim. Anh Dương khỏe chưa? Tôi khỏe nhiều rồi. Cô cũng mới tới hả? Dạ. Cô Kim nè. Dạ. Ngày mai tôi xuất diễn rồi. Cảm ơn cô. À, sao anh xuất diễn sớm quá vậy? Chẳng lẽ cô Kim muốn tôi nằm ở đây lâu hơn hả? Em không có ý đó. Nhưng mà tại ba em nói á, là anh Dương chưa có được khỏe lắm. Tại bác Lâm thương tôi cho nên lo lắng như vậy thôi, chứ tôi khỏe nhiều rồi. À, có thời gian cô Kim ghé tiệm thuốc chơi nha. Dạ, em sẽ ghé. Em nha, sẽ thường xuyên ghé qua để chăm sóc sức khỏe cho anh Dương chứ. Dạ, anh chị nói chuyện đi, em xin phép về trước. Ừ, vậy mai về cẩn thận nha. Đi đường đồi dốc, nhiều xe tải lắm á. Chào Mai nha. Dạ. Đẹp quá à. Người đẹp mà tai nó cũng đẹp nữa. Ê, cái gì vậy? Ê, dưới đó sâu lắm. Cái gì vậy? Ê, đứng lại. Bé ơi, đứng lại, dừng lại. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Thôi tôi ra đi, tôi muốn chết. Em làm gì vậy? Như có người khác. Bình tĩnh rồi đi. Tôi không muốn sống nữa đâu. Bình tĩnh đi, chết mà chết sình á là xấu quá à. Anh Dương, anh có người khác rồi. Cái thằng Sở Khanh, nó lừa gạt em hả? Bây giờ anh có người khác rồi. Em khổ quá anh ơi. Em không muốn sống nữa đâu. Bình tĩnh đi. Đừng vì cái thứ người đó mà khóc lóc. Rồi sống rồi chết không có đáng đâu. Thằng đó bắt dạy thiệt mà. Người ta giàu có thì con gái giám đốc mà. Làm sao mà em bằng người ta được đây hả anh? Tham sang phụ khó. Thằng bắt dạy thiệt. Đừng nói hả? Thích nhở? Vừa xấu, vừa lung, mà vừa hôn đó. Ôi, trời ơi. Thằng đang ở bạc bẽo. Em đừng nghĩ đến nó nữa. Mấy ngày nay em đi Sài Gòn học nấu ăn chay. Bây giờ thì hết rồi. Tất cả đã hết bình rồi. Bình tĩnh đi. Thứ người thằng đó hả? Trời, thằng đánh thánh đúng đâm đó hả? Em bình tĩnh đi. Em đừng có vì thằng mắc dạy đó. Thằng đó hả? Trước sau chọn đánh đó. Bình tĩnh đi. Ông làm như vậy á, chắc Mai cũng đau khổ lắm. Mà ông cũng thiệt tình thiệt á. Nếu không thương thì ông cũng phải nghĩ cho Mai một chút tình chứ. Ông tưởng tôi không đau hả? Cũng phải. Bị từ chối cũng đau. Nhưng để từ chối người khác á, cũng khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ ông tính sao? Tôi muốn về tiệm thuốc sống bình yên. Nếu vậy, ông nên đi tới chỗ nào mà không có người để ở, bảo đảm là ông sẽ được sống bình yên thôi. Vô rừng chẳng hạn. À, mà không được. Ông mà vô rừng á thì không chừng mấy con thú đánh lộn gì ông luôn đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi làm cái gì cũng sai, không làm gì cũng sai. Không phải lỗi của ông đâu. Ông đừng tự trách. Chuyện gì vậy Tâm? Thùng công đức ở tiệm thuốc á mất tiêu rồi. Hả? Cái gì? Thùng công đức bị mất? Mày có biết ai lấy không? Em không biết. Em chỉ nghe má nói thôi à. Với giờ mọi người trong xã bàn tán xôn xao luôn rồi. Cái thằng khốn làm chuyện này. Hết lấy trộm thùng thuốc nam, rồi bây giờ lấy trộm thùng công đức. Tôi mà không dạy cho nó một bài học là không được mà.
anh đánh tôi thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu anh làm hại tiệm thuốc thì tôi không để yên cho anh đâu. Mày nói cái gì thằng chó? Đó, đánh nó đi, đánh cho nó bò kèm luôn. Cuối cùng bộ mặt thật của mày cũng đã lộ ra rồi, thằng khốn nạn. Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, nếu anh còn làm gì hại đến tiệm thuốc và sư phụ, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tao hiểu rồi, mày thâm lắm, mày độc lắm, tao hiểu hết rồi. Mày là con thú đội lốt người. À, tao sẽ gỡ mặt nạ của mày ra. Cuối cùng cũng gỡ được mặt nạ của nó rồi. Lưu manh mà giả danh chính thức hả mày? Rồi mày sẽ biết tay tao, thằng chó. Kìa Dương, ông có sao không? Tôi không sao. Hai đứa bay được lắm, coi chừng tao đó. Nè, ông đừng có ăn nói hù đồ kia chưa. Anh muốn gì thì tìm tôi nè. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh còn làm hại đến tiệm thuốc thì đừng có trách tôi. Thôi vậy đi, ông chưa xuất diện đó. Rồi tụi bay sẽ biết tay tao. Tâm à, Tâm. Tâm. Dạ. Mày làm gì, nghĩ gì mà thẫn thờ mắt kia cả buổi trời mày không nghe vậy? Má. Cái gì? Chuyện thùng công đức ở tiệm thuốc á, có bắt được hung thủ chưa má? Chưa. Bây giờ nó là cái đề tài nóng nhất ở xã mình rồi đó. Cái tụi này nó cũng gan thiệt. Hết trộm thuốc nam, rồi bây giờ tới trộm cái thùng công đức. Thế nào cũng bị quả báo cho coi. Không phải gì đâu má. Người trộm thùng thuốc nam á, với kẻ trộm thùng công đức á, là khác nhau. Sao má gom vô mới nói chung được? Sao mày biết tụi nó không chung một bọn? Cũng là đầu trộm đuôi cướp. Thầy Xuân làm việc từ thiện, cứu nhân độ thế. Vậy mà cái bọn này nó cũng dám trộm đồ của ổng nữa. Thế nào cũng bị trời đánh cho mà coi. Ủa mày đi đâu nữa vậy? Con đi chùa. Hôm nay ngày gì mà mày đi chùa? Tâm. Tâm. Cái thằng này giờ nó làm sao sao á? Sao tôi không hiểu nổi thằng này à? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gì? Anh cái mập hả? Gì? Gì gặp anh, gặp người, gặp quỷ xá thầu mà. Nhìn anh bự quá. Hả? Em tưởng ông thần, ông hiển linh về. Em bị điên hả? Này thằng gì? Này mẹ Quan Âm, biết không? À, thần thánh gì đây? Làm chuyện mờ ám phải không? Cầu xin phải không? Xin tội phải không? Làm chuyện gì nói tôi nghe. Nhìn mặt mờ ám lắm nè. Nói. Thôi nói chuyện bá láp bá xàm phải không? Em nói chuyện với anh nữa đâu. Hả? Nam mô Di Đà Phật. Tâm. Tâm. Em đừng có nói. Những trận mưa to gió lớn vừa qua là em làm nha. Em không có lợi hại dữ gì đâu. Nhìn mặt em gian lắm á. Mặt anh còn gian hơn mặt em nữa kìa. Anh chỉ làm những chuyện chính nghĩa thôi. Anh sẽ làm một chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì vậy? Lột mặt nạ thằng giả gió đó xuống. Anh đang nói ai vậy? Thì cái thằng nhìn bề ngoài nó có vẻ hiền từ, nhưng bên trong nó rất là gian xảo. Nói chung nó là ngụy quân tử. Anh nói gì em có hiểu gì trơn á. Đợi anh làm xong đi, em sẽ biết. Anh nói cho em biết đó nha, xung quanh của em còn rất là nhiều người xấu đó. Ai? Ai hả? Ai em thử biết. Anh Dương. Chuyện gì vậy Tâm? Mà anh xuất viện hả?
Ờ, mai anh về tìm thuốc. Ờ, anh về nhà anh ở Đà Lạt luôn đi. Sao vậy? Ừ, em thấy anh chưa khỏe nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ở tiệm thuốc làm việc suốt ngày sao mà nghỉ ngơi được. Bộ có chuyện gì hả? Ừ, đâu có gì đâu. Tại em lo cho anh thôi. Dương, có chuyện rồi, ông coi đi. Chuyện này là sao? Trong đoạn clip này có rất nhiều người xem, chắc là mọi người trong xã này biết hết rồi đó. Không lẽ thằng Minh cho người quay lén rồi đăng lên mạng? Nhưng mà ổng làm vậy để làm gì? Đâu có lợi gì cho ổng đâu. Bây giờ ổng tính làm sao? Tôi mệt quá, tôi vô trong nằm nghỉ một chút. Giờ tính sao anh hai? Anh à. Qua hồng ở giường nhà em á, em tặng anh nè. Cảm ơn Kim. À, hình như là anh Dương có chuyện không vui hả? Không có gì. Kim à. Dạ. Tôi muốn xuất viện trước một ngày. À, nhờ Kim nói lại với bác Lâm được không? Sao vậy anh? Bộ ở đây không có tốt hả? Không phải, tại tôi thấy khỏe rồi. Với lại tôi thấy nhớ sư phụ quá. Thuốc nè con. Dạ con cảm ơn thầy. Cho anh. Dạ sư phụ. Ủa Dương, sao ba con nói ngày mai con mới xuất viện mà? Dạ con xin về sớm trước một ngày. Ủa, bộ ở bệnh viện có chuyện gì xảy ra hả? Dạ không có gì đâu sư phụ, con thấy khỏe rồi, con muốn về đây ở với sư phụ. Hôm nay hay ngày mai cũng vậy, về đây cho nó thoáng ha. Nhìn mặt con thấy kiểu phiền não à. Con về phòng nghỉ nha sư phụ. Thôi con vô nằm nghỉ đi. Tâm. Dạ. Đi đâu hả? Buồn, đi lang thang. Ê, biết gì chưa? Trên mạng á, mới đăng cái clip đánh nhau của ông Dương á, em coi chưa? Em không có hứng thú chuyện của người khác. Bây giờ á, thấy rõ bộ mặt thật của nó rồi, nó đâu có hiền đâu. Kệ ảnh. Anh á, phải thông báo cho mọi người biết. Sao anh rảnh quá vậy? Nè anh không đi bán cá hả? Không, nghỉ một ngày, đi lòng vòng, thông báo cho mọi người biết. Thằng Dương Quýnh Lộn, với người ta thằng Dương Quýnh Lộn được đăng lên clip luôn rồi. Với người ta. Anh làm như vậy là sao hả? Sao em không hỏi thằng chó đó? Em thấy rõ bộ mặt thật của nó chưa? Anh càng làm như vậy tôi càng ghét anh hơn đó. Mày anh buông đi ra. Anh yêu em mà. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Anh làm gì vậy? Mày là thằng chó nào dám xen vào chuyện của tao? Dám hiếp chị Mai hả? Chị Mai. Chó ơi, mày coi chừng tao đâu. Chị Mai. Chị Mai. Chị
chị lên xe đi. Để Tâm chở chị đi nha. Ra ăn cơm đi con. Dạ thưa sư phụ, con không thấy đói. Có chuyện gì nói cho sư phụ nghe coi. Dạ không có gì đâu sư phụ. Con không nghe lời sư phụ hả? Dạ, mọi chuyện xảy ra tiệm thuốc mình đều là lỗi do con. Con xin lỗi sư phụ. Con đừng có nghĩ vậy. Sư phụ biết trong lòng con khó chịu lắm. Con gây phiền phức đến cho sư phụ. Chào con. Là Tú Hương. Em làm gì vậy? Nhìn anh chăm chăm vậy. Anh về Đà Lạt đi. Em còn câu nào khác ngoài câu này nữa không? Thì anh về Đà Lạt dưỡng thương mấy ngày đi. Ở đây thế nào cũng có chuyện xảy ra. Cùng lắm thì chết thôi. Anh đừng có nói bậy. Em biết chuyện gì nói anh nghe coi. Thì em cũng biết chuyện gì đâu. Em chỉ linh cảm là sắp có chuyện xảy ra thôi à. Anh Dương, em có chuyện muốn nói với anh. Mình ra ngoài nói đi. Ừ. Alo.
Có chuyện gì mời nói đi. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh rất rất nhiều. Tôi... Em đã nói hết lòng mình cho anh biết. Em đã từng có ý định tự tử vì anh. Khi anh từ chối tình cảm của em. Thằng chó! Anh làm gì vậy? Anh Dương! Anh Dương ơi! Anh Dương ơi! Dương! 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 Anh Dương! Dương! Anh Dương! Ông bị sao vậy? Anh Dương à? Anh Dương! Máu ra nhiều quá à? Anh Dương ơi! Ông cố gắng lên! Không sao đâu! Ông! Anh Dương ơi! Đừng lo với ba tôi! Tôi biết rồi! Ông cố gắng lên! Tâm! Dạ! Lại dìu vô! Đưa đi cấp cứu! Nhanh lên! Dạ! Tâm, lại đây ngồi nè. Anh Dương. Anh hai. Anh Dương, anh có sao không? Đừng sợ, thằng Dương phước lớn mạng lớn, nó không sao đâu. Nhưng mà em sợ quá. Anh Dương, anh chảy máu nhiều lắm á. Lỡ mà ảnh... Anh hai cầm máu cho nó trước rồi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mà... Anh Dương sao rồi? Em bình tĩnh đi. Em đừng có lo quá. Nó đang nằm trong phòng cấp cứu. Con cầu xin ân trên, con cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho anh Dương đừng có chuyện gì. Chị Mai. Tâm. Anh Dương. Anh không sao rồi, chị vô thăm ảnh đi. Chị không dám vô gặp ảnh. Cũng tại chị mà ảnh mới ra nông nổi như vậy. Biết ảnh qua cơn nguy hiểm là chị mừng lắm rồi. Không phải lỗi của chị đâu. Chị đừng có tự trách mình. Thôi, chị về trước nha. Em mới lại chăm sóc anh Dương giùm chị. Dạ. Tâm phải làm sao để cho chị đừng buồn, đừng khóc nữa đây. Nếu được chị quan tâm như vậy, cho dù Tâm có bị thương nặng hơn cũng được nữa. Chị Mai à, chị có biết là em yêu chị nhiều lắm không? Tình cảm của em dành cho chị có thấu hay không? Dạ mời hai chú ạ. Cảm ơn. Thành Dương đi đâu cũng có chuyện, đi đâu cũng chịu thiệt thòi. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vậy. Ông lo lắng cho nó như vậy, sao không vô thăm nó? Nó đã cố tình không cho tôi biết, tôi cũng phải giả vờ không biết luôn. Cha con của ông khó hiểu thiệt. Ông không hiểu tính nó đâu. Nếu mà bây giờ tôi vô gặp nó thì nó sẽ cảm thấy có lỗi với tôi. Trong lòng nó sẽ thấy khó chịu hơn. Thà tôi cứ giả vờ không biết chuyện gì. Thằng nhóc này tâm tính nó lương thiện đáng quý quá. Tôi nghĩ đây cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa, để thằng Dương với con Kim có cơ hội gặp nhau đó anh. À, cái chuyện bắt cóc giữa tôi với ông bố trí cho hai đứa nó quen nhau, con Kim có nghi ngờ gì không? Không, lúc nào nó cũng tưởng thiệt, với lại có con Hồng bản thân nó sắp xếp hết. Bởi vậy nó tin liền. À, qua chuyện đó, nó hâm mộ thằng Dương lắm nghe. À, tuy là không nói ra, nhưng tôi hiểu hết. Còn thằng Dương, nó nghĩ sao về con Kim?
Tôi cũng không biết nữa. Thằng Dương ít khi nào nó nói ra tâm sự của mình lắm. Tính con Kim hơi ngang ngược nên tôi thấy hơi lo. Anh cứ yên tâm, con tôi biết mà. Phải tính tình ngang ngược như con Kim mới trị được nó. Em muốn biết đi. Chị muốn nói với em chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng hết á. Chị chỉ muốn trò chuyện với Tâm thôi. Em không có biết gì đâu á nha. Tâm nè, Tâm biết hôn chị là con một mà. Từ nhỏ chị rất thích có một cậu em trai, nhưng mà không được. Vừa nhìn thấy Tâm á, cái chị thương liền vậy đó. Em lì lắm. Em bị má với anh hai em la hoài à. Bộ anh Kiệt khó tính lắm hả? Không, anh hai em thì cái gì cũng giỏi, còn em thì cái gì cũng dở hết trơn. Không phải vậy đâu. Chị thấy Tâm rất là thông minh đó nha. Nè, chị có quà cho em Tâm nè. Em mở ra coi thử có thích không em? Cái này giá trị quá à. Thôi em không dám nhận đâu. Nè Tâm đừng có ngại. Chị coi em giống như là em trai của chị vậy đó. Em giữ đi, có gì chị điện thoại rủ Tâm đi chơi. Chứ Tâm không có điện thoại thì chị biết liên lạc bằng cách nào? Em xài điện thoại cùi bắp cũng được mà. Chị mà tặng em cái này, anh hai biết được là la em chết luôn á. Thì Tâm đừng có nói cho anh Kiệt biết. Nhưng mà... Thôi nè, Tâm không nhận là chị giận thiệt luôn đó nha. Điện thoại bây giờ rẻ rề à. Tâm nhận đi cho chị vui ha. Dạ. Vậy phải dễ thương không? Con xin lỗi sư phụ, con làm cho sư phụ lo lắng. Sau chuyện này, con cảm thấy tâm trạng của mình như thế nào? Khi Mai nói Mai đã từng tự tử vì con, con rất đau lòng và nhớ đến Nguyệt. Lúc đó con như mất phương hướng. Khi Minh cầm dao đâm vào người con cũng không hay biết và cũng không kịp né tránh. Khi con người ta mất phương hướng cũng giống như đang ở trong bóng tối bao trùm, không nhìn thấy gì hết. Lúc đó con cảm giác như máu trong người của con đều chảy ra ngoài hết. Con rất sợ. Sợ ba con, người đầu bạc, tiếng kẻ đầu xanh. Con thật sự sợ lắm sư phụ. Lúc đó con mới cảm nhận được sự sống đáng quý và trách nhiệm trên vai của mình đối với người khác như thế nào, đúng không? Dạ. Có khổ thì mới có vui được con à. Sư phụ có gặp Mai và anh Minh không? Sư phụ có gặp Mai và khuyên nó vài câu, tâm trạng nó cũng đỡ hơn nhiều. Những chuyện khó xử trong lòng con, sư phụ cũng đã nói giùm con rồi. Sư phụ cũng đã nói chuyện với thằng Minh, chắc là nó không đến kiếm chuyện với con nữa đâu. Gánh nặng trong lòng con có thể đặt xuống được rồi. Tâm bệnh của con chỉ có sư phụ mới trị được thôi. Bây giờ trong người con đang bị thương, nhưng trong tâm con nhẹ đi nhiều rồi, đúng không? Dạ, con cảm thấy thoải mái lắm. Con người sống trên đời thân tâm an lạc là phước báo vô biên đó con. Con có hiểu không? Dạ. Ủa, cái mập, ông đi đâu đây? Đi thăm bệnh. Ông thăm ai? Sao mặt mày ông bí xị vậy? Tôi hối hận quá. Tôi xấu hổ. Hình như không giống như là ông thường ngày trước đây. Tôi hồ đồ quá. Tôi hại người tốt rồi. Trước đây á, ông đã hiểu lầm thằng Dương, bây giờ cảm thấy hối hận rồi đúng không? Không nhận hiểu lầm, mà còn làm những chuyện sai lầm nữa. Ông làm chuyện gì?
Anh Dương, nếu mà em có lỡ làm gì mà có lỗi với anh á, anh có bỏ qua không? Chuyện gì vậy Tâm? Em thực ra người mà trộm bao thuốc nam ở trong tiệm thuốc á là em. Em trộm mấy bao thuốc làm gì vậy Tâm? Tại em thấy anh Bình Minh đánh mà anh không dám nấu gì hết trơn á, em tức. Em biết nếu như mà em đi trộm mấy bao thuốc á thì anh sẽ nghĩ là anh Minh làm. Lúc đó anh sẽ không để yên cho anh Minh nữa. Còn thù cục đất cũng là em luôn đó hả? Không không, em không có gan trời gì đâu. Chuyện thùng công đức bị mất á không có liên quan gì tới em. Không phải là em thì là ai? Là tôi á. Là tôi làm hết á. Sao anh có thể làm như vậy? Tại tôi hiểu lầm Dương là người xấu. Tôi trộm thùng công đức. Tôi á chính là người quay ở cảnh Dương đánh Minh rồi quăng lên mạng. Không ngờ gì chuyện này, xem chút nữa là Dương bị bắt mạng rồi. Tôi xin lỗi Dương nhiều lắm. Hèn chi anh Minh lại hiểu lầm tôi nhiều đến như vậy. Thôi, chuyện qua rồi thì thôi đi. Qua chuyện này tôi thấy cái hồ đồ. Tôi có lỗi với Dương nhiều lắm. Tôi không biết làm gì để mà tôi chuộc lỗi với Dương. Thì anh làm bạn với tôi đi. Tôi ít bạn lắm. Gì? Làm bạn hả? Ừ. Để suy nghĩ lại coi. Làm bạn với tôi á sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đó. Anh có dám không? Thưa thầy, con mới tới. Cậu tới hút thuốc hả? Dạ không. Con muốn thưa với thầy một chuyện. Chuyện gì? Cậu nói đi. Con xin thầy hãy thu nhận con làm đệ tử. Con muốn theo thầy học đông y để trị bệnh cho mọi người. Con đứng lên đi. Dạ không. Đứng lên đi. Con không có đứng lên. Chừng nào mà thầy nhận con làm đệ tử thì con mới đứng lên. Học đông y không dễ đâu con. Ngoài cái việc học cách loại thuốc nam, các phương pháp chữa bệnh còn phải học y đức nữa đó con. Học cách thương yêu và chăm sóc bệnh nhân. Dạ, con sẽ cố gắng. Xin thầy nhận con làm đệ tử đi. Thôi, thấy con cũng có lòng, sư phụ nhận con làm đệ tử đó. Thôi đứng dậy đi con. Đứng lên đi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đứng lên, đứng lên. Dạ, xin phép sư phụ ngồi luôn. Cũng được. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ cho phép con dọn để ở ngay sư phụ. À, con sống con mình à, không có vợ con gì hết á. Vậy hả? Dạ. Muốn ở đâu thì ở. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Thầy suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định như vậy? Thằng Dương với thằng Cá Mập mà ráp lại là thiên hạ đại loạn. Là phước thì không phải họa, mà họa thì tránh không khỏi. Anh Dương ơi, nguy rồi anh Dương ơi. Đại họa tới, đại họa tới kìa. Nguy rồi. Anh Cá Mập ảnh. Hey, sư huynh. Chào anh Cá Mập. Chào sư huynh. Sư huynh, sư phụ đã nhận đệ làm đệ tử rồi. Từ nay sư đệ sẽ là sư đệ của sư huynh. Vậy hả? Chúc mừng anh Cá Mập nha. Đừng kêu Cá Mập, phải kêu là sư đệ. Sư đệ. Nó sư đệ ra mắt sư huynh. Sư phụ nói á,
là sư đệ đi theo sư huynh. Sư huynh đi đâu, sư đệ đi đó. Sư huynh nằm đâu, sư đệ nằm đó. Sư huynh ăn cái gì, sư đệ ăn cái đó. Để chi? Để học nghề thuốc của sư huynh. Nhưng mà tôi đâu có biết gì về thuốc. Để không cần biết. Sư phụ giao cho đệ theo sát sư huynh là đệ theo sát sư huynh. Thầy Sư hay thiệt ha. Sư huynh, sư huynh nó cần gì không? Nói đi, sư đệ bảo kê cho. Không. Không phải không? Không thì cảm ơn. Vì này anh Dương chết chắc. Thầy Xuân á, cho hai người đó làm huynh đệ đi chung với nhau. Lần này á, thằng Dương nó khổ rồi. Mà ông Cá Mập á, thì tánh nóng như lửa. Thế nào á, ông cũng đốt ông Dương thành tro thôi. Mà nhìn hai huynh đệ nó mắc cười quá anh hai. Sư huynh á, thì ông nhôm nhách à. Sư đệ á, thì mập vậy đó. Tức cười ghê á. Mà em thấy á, chưa chắc dành Dương khổ đâu nha. Em thấy là thầy Xuân sắp xếp vậy rất là hợp lý đó. Hợp lý ở chỗ nào? Anh Dương hiền lành, hay bị người ta ăn hiếp. Nếu như mà có anh Cá Mập á, to con gì nè, bảo vệ, bảo đảm á, anh Dương sẽ không bị ăn hiếp hết á. Một mình ông Mập á, dùng thịt đè người cũng đủ chết rồi, cần gì á tới người khác nữa. Sư huynh, ăn cháo đi sư huynh. Hả? Mới ăn mà ăn nữa hả? Cách đây 2 tiếng ăn rồi, bây giờ ăn nữa. Cứ 2 tiếng một lần, cứ 2 tiếng một lần, để tiêu hóa, để nó mập mới dễ xuất hiện được chứ. Bộ đệ con huynh là gà công nghiệp hả? Đấy, là heo công nghiệp, quý huynh. Heo là đệ, còn huynh không có. Đừng nói nhiều, ăn đi. Sư phụ á, giao cho đệ phải chăm sóc cho sư huynh. Bây giờ đệ toàn quyền quyết định đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ đi đứng của sư huynh. Ăn vô. Chưa kể nghe, ăn vô xong á phải uống hết 2 ly bên đó cho tôi á. Uống 2 ly này nữa hả? Trời ơi, huynh no lắm rồi. Ăn tô cháo xíu nói gì, ăn nhiêu đó nói gì. Gặp đệ ăn 10 tô chưa no nữa. Huynh mà không nghe lời đệ á nha, là đệ gọi đường dây nóng với sư phụ á. Ăn vô. Đó, ăn ăn thấy sao? Đó, ngon. Vậy mới là sư huynh tốt. Ăn vô. Ai? Đưa mặt ra coi. Là em. Em Tâm nè. Cái mặt cũ xì. Tâm hả Tâm? Dạ, em nè. Đi vô đây nè. Gì? Làm gì cười dương khùng? Tại em vui quá à. Trong bệnh viện có đầu vui, có bệnh nhân, bác sĩ có đầu vui. Ngồi xuống đây. Dạ. Canh me ha. Sư huynh, ăn hết tô cháo, bắt ổng uống hết ly sữa, uống hết ly sinh tố. Anh ra ngoài anh mua đồ ăn nữa. Cứ 2 tiếng ăn tóc ổng lần, 2 tiếng tóc ổng một lần. Ở đây canh ổng nghe, ăn cho hết nha. Ăn nữa hả? Ăn hết đi. Anh Dương, anh cái mập hài quá ha. Tâm. Nè Tâm, ở đây canh me nghe sư huynh ăn nha. Không là ăn kéo ổng nghe. Nghe, ăn miếng nào á, uống miếng gì á, về chết tôi á. Ngồi đó nghe. Em còn cười được nữa hả? Em có thương anh không Tâm? Có. Vậy em giúp đỡ anh đi. Giúp chuyện gì vậy? Uống giùm anh ly sinh tố với ly sữa đi. Anh sắp bị bạo thực rồi. Nhưng mà anh Cá Mập hồi nãy hâm em đó. Anh Cá Mập không biết đâu. Uống đi. Anh mà uống 2 ly này nữa là bụng anh bể luôn á. Nhưng mà em có chuyện muốn nhờ anh á. Uống đi rồi nói. Uống đi. Thank you.
Dạ, em nghe nè anh. Kim có đang bận việc gì không? Dạ, em đang ở nhà, không có bận gì hết á. Nếu Kim có thời gian thì đến bệnh viện một lát, tôi có chuyện muốn nói với Kim. Dạ dạ, em tới liền, em tới liền. Dạ, bye bye anh nha. Trời ơi, anh Dương gọi cho mình. Phải thay đồ chuẩn bị. Trời ơi anh Dương ơi, thay đồ, thay đồ. Anh có chuyện gì muốn nói với Kim hả? Anh Dương cứ nói đi. Tôi có chuyện cần nhờ Kim giúp đỡ. Hả? Chuyện gì? Anh nói đi, em sẵn sàng giúp đỡ. Anh nói đi anh. Hả? Chuyện gì? Thằng Kiệt bạn tôi nó mới ra trường. Kim có thể nói với bác Lâm cho nó vào bệnh viện này thực tập được không? Dạ, để em nói với ba, chắc là không có vấn đề gì đâu anh. Cảm ơn Kim nhiều lắm. Anh Dương nè. Hả? Mà vết thương anh Dương còn đau không hả? Tôi hết đau rồi. Anh Dương nè, anh phải cẩn thận nghe chưa? Không có được làm động vô vết thương. Lỡ mà nó động lại á, nguy hiểm lắm biết không? Cảm ơn Kim. À, bây giờ tôi có sư đệ chăm sóc rồi. Sư đệ? Sư đệ nào? Cá Mập. Sư phụ đã nhận Cá Mập làm đệ tử. Bây giờ Cá Mập là sư đệ của tôi. Cá Mập? Đừng nói là ông Cá Mập vô duyên nha. Sư Quên. Vô phòng nằm đi. Ngồi ngoài này gió mái cảm lạnh chết à. Để đừng lo. Quỳnh không sao đâu. Vô phòng đi. Vô phòng. Anh Dương. Cảm ơn cô Kim nha. Tôi vô phòng nha. Dạ. Vô phòng à. Mai ra hả con? Sao con lại buồn vậy? Con phải vui đi chứ. Con... chuyện rắc rối của con đã giải quyết xong rồi. Con không hiểu. Từ nay có lẽ thằng Minh nó sẽ không quấy rối con với thằng Dương nữa đâu. Hai đứa có cơ hội rồi đó. Nhưng mà anh Dương đâu có yêu con đâu. Có thể hôm nay nó chưa yêu con, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Năm còn dài, tháng còn rộng, giữ được rừng xanh thì lo gì không củi đốt. Nhưng mà còn cô Kim thì sao hả thầy? Con không tự tin ở bản thân mình sao? Con... thằng Dương nó chưa dám yêu ai. Ai càng yêu nó thì nó càng lẩn tránh. Ông bà mình có câu dục tốc bất đạt đó con. Con hiểu ý thầy không? Dạ con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy. Sao thầy thở dài thường thượt vậy? Thuốc chỉ chữa bệnh tạm thời. Tôi làm như vậy không biết đúng hay sai. Hình như là thầy không phải là đang nói chuyện thuốc nam hả? Tất cả những thứ có thể chữa bệnh cho người
từ thân bệnh cho đến tâm bệnh đều là thuốc. Nhưng mà cả thầy còn không biết được đúng hay sai thì ai mà biết được. Thôi, chữa bệnh tạm thời cũng đã tốt rồi, sau này có biến chứng gì thì tính tiếp. Con người ta ai cũng phải sống chung với bệnh, nhưng khó nhất là tự chữa bệnh cho bản thân của mình. Kim nói ngày mai thằng Kỳ có thể vô bệnh viện thực tập được rồi. Em cảm ơn anh Dương nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn, thằng Kiệt là bạn anh mà. Nhưng mà anh đừng nói chuyện này cho ai biết nha, nhất là anh hai em đó. Anh hai em á sĩ diện lắm. Em biết anh muốn vô đây thực tập lâu lắm rồi mà không có dám nói ra, mà cũng không dám mở miệng nhờ anh nữa. Anh biết rồi, anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Hả? Em cảm ơn anh. Cái gì? Mới nói chuyện gì mà không cho anh ta biết? Nói. Đâu có chuyện gì đâu. Có. Có chuyện gì mà không nói với ai đó? Nói. Không nói hả? Không nói ta sẽ vô. Ngươi biết tại ta. Tôi nghe rõ ràng. Có chuyện gì nói với ai đó mà đừng để cho ai đó biết. Chuyện này đâu có liên quan tên cá mập. Bảy. Tất cả mọi chuyện của sư huynh anh đều muốn biết, vì anh là quản lý của sư huynh, nhất là trong thời gian bệnh hoạn này. Trời, anh cá mập giống như là quản lý ngôi sao gì đó hả? Cứ cho là như vậy đi. Đừng lòng vòng nữa. Chuyện gì? Mau nói coi. Chuyện rất là quan trọng. Quan trọng cỡ nào? Nói. Thôi, ta đem nói cho nghe. Đi. Đi nhanh lên. Đi đi. Sư huynh, nó nói nhỏ cho đệ nghe, rồi đệ nói lớn sư huynh nghe nha. Ha. Trong ngoài này. Má nghe nói bệnh viện Vũ Anh á là bệnh viện được đầu tư lớn lắm phải không Kiệt? Dạ, thằng Dương á nó đang điều trị ở đó đó má. Má nghe nói bệnh viện đó làm lương cao lắm mà khó xin vô nữa. Con có quen biết ai không mà người ta nhận con làm thực tập vậy? Ở đó con cũng không quen ai hết đó má. À, vậy là do ở trường con học giỏi quá nên người ta biết, người ta mời đó. Không phải đâu má, trường của con á có nhiều sinh viên còn học giỏi hơn con nữa, mà họ chỉ mới nhận vô làm thực tập thôi, chưa chắc làm được chính thức đâu. Ôi, thực tập vài tháng người ta thấy mình giỏi thế nào người ta cũng giữ mình lại à. Con trai của má giỏi mà. Thấy anh hai mày chưa? Còn mày á, nhìn chán chết đi được. Làm vườn cũng làm giàu được mà má. Người ta siêng năng mới làm giàu được, còn mày á làm biến như quỷ vậy đó. Thì con ở nhà với má, đi hết rồi ai ở nhà với má? Kệ tôi, thân già của tôi biết lo liệu mà. Mấy người á tự lo cho mấy người đi. Đi ra đường á học khôn với người ta, chứ ở nhà với má hoài á biết chừng nào mà khôn. Thôi má đừng có la nó nữa, cái thằng này á coi nó lù khù như vậy á, chơi nó giá cái lù nó chạy hồi nào không hay á. Nó khùng lắm đó má. Được vậy má cũng mừng à. Mời vô. Cha, nhìn ông bạn tôi mặc đồ bác sĩ cũng ra dáng lắm chứ. Cảm ơn ông nhiều nha. Hả? Cảm ơn chuyện gì? Tôi biết tôi được vô đây thực tập là nhờ ông giới thiệu cho. À, tôi có làm gì đâu. Tôi sẽ trân trọng cơ hội này và sẽ cố gắng làm việc để ông không bị mất mặt. Ông nghĩ được như vậy là tôi mừng rồi. Còn bây giờ nằm xuống để cho bác sĩ kiểm tra vết thương cho. Dạ, tuân lệnh bác sĩ. Chào em. À, dạ em chào bác sĩ ạ. Em tên gì?
Dạ thưa bác sĩ, em tên Hằng. Tên đẹp quá, mà người cũng đẹp nữa. Chắc em nhỏ tuổi hơn anh đó, gọi anh là anh Kiệt được rồi. Em xưng hô như vậy nghe xa lạ quá. Tại em thấy ở đây ai cũng gọi như vậy hết à. Cùng làm việc với nhau, xưng hô sao cho thân mật dễ nghe, không phải tốt hơn sao? Dạ. Vậy nếu anh Kiệt cho phép thì em gọi vậy à? À, chắc em là Hoa Khôi ở đây. Dạ. Anh Kiệt đừng có nói đùa như vậy, người ta nghe được á thì chết em. Em chỉ là một cô y tá bình thường thôi à. Không phải là một cô y tá bình thường đâu, mà là một cô y tá xinh đẹp và dễ thương. Anh cũng mới vào làm, chưa quen biết được ai, có gì em hướng dẫn thêm cho anh nha. Em cũng là y tá thử việc thôi à. Thì anh cũng là một bác sĩ thực tập, hay chúng ta cùng đồng cảnh ngộ rồi. Rất vui được làm quen với em. Dạ. Tôi đã nói á là không muốn nhìn thấy mặt con nhỏ đó ở đây nữa mà. Mấy người không coi lời nói của tôi ra gì hết phải không? Không cần giải thích nhiều. Kể từ ngày mai, tôi không muốn thấy mặt con nhỏ đó ở đây nữa. Hiểu chưa? Bà nóng quá. Tôi thấy con nhỏ đó người ta có làm gì bà đâu, sao lại đòi đuổi việc người ta? Nó chỉ là y tá thử việc thôi. Tôi thấy ngứa mắt thì đuổi. Bà làm như vậy không có tốt đâu. Tự nhiên cái đuổi việc người ta, người ta mất việc cũng tội nghiệp lắm. Tôi đã tạo công ăn việc làm cho người khác rồi, đuổi người này nhận người kia, vậy là công bằng rồi. Thôi thôi, tôi không thèm cãi với bà nữa. Đi. Bộ người ta có tiền á thì muốn làm gì thì làm sao? Bộ muốn đuổi ai thì đuổi sao? Em đã làm chuyện gì sai chứ? Em đã làm sai chuyện gì chứ? Em không có làm gì sai hết. Vậy thì tại sao em lại bị đối diện vậy? Em có trình độ, có bằng cấp đàng hoàng với bộ. Dạ lại, em cũng chưa có phạm sai lầm nào hết á. Đạo lý và công bằng ở đâu vậy? Cuộc sống vốn bất công mà em. Bị đuổi việc như vậy á, em không cam tâm đâu. Vẫn chưa có quyết định chính thức mà. Em đã nghe mọi người nói rồi. Bà chàng lửa đó là cơn ác mộng của nhân viên trong bệnh viện này. Cô ta mà không vừa ý ai á là sẽ đuổi việc người đó. Mà cô ta mà muốn đuổi ai á là người đó nhất định sẽ bị đuổi. Bệnh viện này là của ba cô ta mà. Em đừng buồn nữa, em quay về làm việc đi. Đừng để người ta có thêm lý do bắt buộc em phải thôi việc. Em hãy nghe lời anh, về làm việc đi. Quả đi. Nè, uống miếng nước cam đi. Chuyện có chút xíu mà bà cũng bực bội nữa. Kìa, nhìn cái mặt bà kìa, nhăn nhó hết rồi đó. Mấy người đó riết rồi hả? Không coi tôi ra gì hết á. Tôi đã kêu á là đuổi việc con quỷ cái đó mà. Vậy mà vẫn giữ lại để chọc tức tôi mà. Thì bà cũng ra lệnh đuổi việc nó rồi. Đừng có tức nữa. Anh Dương mà thấy mặt bà bây giờ á là anh bỏ chạy mất dép luôn đó. Bởi vậy tôi biết, cho nên tôi đâu có vô thăm ảnh đâu. Tôi chạy về nhà để trút hết cơn giận ra nè. Thôi, uống miếng nước cam đi cho hạ quả rồi vô thăm chàng. Vài bữa nữa chàng xuất viện rồi, có muốn thăm cũng khó à nha. Vết thương của ảnh chưa lành mà, đâu có xuất viện được. Tôi không có cho ảnh xuất viện đâu. Bà hung dữ quá đi.
Anh Dương á, anh hiền dưới đất vậy á, thế nào cũng bị bà ức hiếp à. Sư Quên, nhanh chóng khỏe lại rồi biến khỏi nơi này, nghe mùi thuốc á ngán quá. Vất vả cho đệ quá. Nói vậy á giận à nghe. Mình là sư huynh sư đệ, là anh em đồng môn, có phước á cùng hưởng, có quả cùng chia. Ủa sao huynh cười vậy? Bộ đệ nó không đúng hả? Huynh thấy vết thương này là đáng lắm. Vì bị thương mà được sư đệ chăm sóc thì lời quá rồi. Sau này á, đệ ở cạnh huynh mỗi ngày, sống độc thân á cũng vui lắm, tự do khỏi ai ràng buộc. Đệ nói gì vậy? Chuyện của sư huynh á, thằng Tâm nói đệ nghe hết trơn rồi. Thằng Tâm nó nói chuyện gì? Đâu gì đâu. Nhưng mà nói chung á là đệ hiểu huynh được rồi. Thằng nhóc này lại dở trò gì nữa đây? Anh Dương. Chào cô. Chào thằng y tá. Dạ, em có chuyện riêng muốn nói với anh. Có chuyện riêng hả? Dạ. Qua đây ngồi chỗ này nói đi. Tôi vô tôi pha sữa sư huynh của tôi. Nói chuyện riêng dạ, chắc cảm ơn tôi nghe không được đâu. Tôi đi cho rồi. Cô ngồi đi. Dạ. Mọi chuyện là như vậy đó. Em đã làm mất lòng cô Thiên Kim tiểu thư đó rồi. Em xin anh Dương giúp đỡ giùm em với. Bây giờ tôi biết làm gì để giúp cô. Dạ, em nghe mọi người nói anh Dương là bạn thân của cô Kim. Tôi với cô Kim cũng quen biết không bao lâu. Vậy em xin lỗi đã làm phiền anh Dương. Em cảm ơn anh. Ủa, Tâm tới lâu chưa? Dạ, em mới tới thôi. Sao, hẹn chị ra đây có chuyện gì không? Cho chị cà phê đá không đường nha em. Dạ. Em có chuyện muốn nói với chị, nhưng mà chị đừng có nói với ai nha. Thấy có vẻ bí mật quá ha. Sao, chuyện gì nói chị nghe coi. Em thấy chị Hằng y tá nói chuyện với anh Dương, mà chị ấy vừa nói vừa khóc. Hình như là chị Kim đuổi việc chị ấy. Chuyện này chị có biết. Nhưng mà em thấy anh Dương không có vui. Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh Dương đâu em. Vậy là chị không có hiểu tính anh Dương rồi. Cỏ cây, hoa lá, thú vật ảnh còn thương, huống chi là con người. Ảnh mà thấy chị Hằng vô cớ bị đuổi việc, đương nhiên là ảnh thương chị Hằng rồi. Mà có khi anh nghĩ là chị Kim ỷ thế ngang ngược vô lý á. Sao, Tâm đang quan tâm tới chị Kim hay là chị Hằng đây? Em chỉ quan tâm tới anh Dương thôi. Anh Dương mà không vui thì em cũng không có vui. Tâm tốt với anh Dương quá ha. Anh Dương là bạn thân của anh hai em. Anh Dương mà không vui thì anh hai em cũng không có vui. Nhưng mà Tâm nói với chị chuyện này á cũng đâu có tác dụng gì đâu. Chị khuyên chị Kim đi. Kim nó đâu có nghe lời chị đâu. Em thấy chị Kim nghe lời chị quá trời luôn. Chị nói gì chị Kim cũng nghe hết trơn mà. Cảm ơn em. Cái thằng nhóc này lanh quá à. Được rồi, để chị coi lại. Sao sư huynh không nằm nghỉ ngơi đi? Huynh muốn ngồi suy nghĩ một chút. Nghĩ ra chưa? Chưa. Chưa thì nằm xuống đi. Chừng nào nghỉ ra ngồi lên. Nè, uống sữa đi. Huynh còn no lắm. Cách 2 tiếng đồng hồ phải tắp sữa vô.
tấp đồ ăn vô. No, cũng phải uống, cũng phải ăn, không được phản kháng. Uống đi. Ừ. Uống vào. Xin chào. Nhìn hai huynh đệ của ông á, nhìn thấy ham quá. Chắc tôi cũng phải kiếm thêm sư đệ. Dày mới ngoan nè. Đi nghe bác sĩ. Dạ. Dạ thưa bác sĩ. Dạ khi nào bệnh nhân mới về được ạ? Vết thương của ông á vẫn chưa có lành đâu. Tôi ngán ở đây lắm rồi. Sợ bệnh viện á thì đừng có bị thương nữa, mà ông á phải ở đây với tôi. Ông về thì ai chơi với tôi đây? Bác sĩ à, tiền viện phí ở đây không có rẻ đâu. Làm ơn cho tôi về sớm đi. Tôi á chỉ là bác sĩ thực tập thôi, không có quyền quyết định. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Tôi thấy cô y tá đó tội nghiệp quá, mà không biết làm sao để giúp cổ. Vậy ông nói với cô Kim thử xem. Không được. Chuyện nội bộ của bệnh viện tôi không tiện xen vào. Với lại tôi sợ Kim hiểu lầm tôi với cô y tá đó có quan hệ thì khó cho cổ lắm. Ông nói cũng đúng. Nhưng mà thật tình thì ông có muốn giúp đỡ cổ hay không? Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng tôi đâu biết giúp bằng cách nào. Chỉ cần ông muốn giúp là được rồi. Nè, bà không nên đuổi việc con nhỏ y tá thử việc đó. Sao ạ? Anh Dương mà biết được anh không có thích đâu. Chuyện này liên quan gì đến anh Dương? Tuy là không liên quan tới anh Dương, nhưng lỡ như anh biết được bà vô cớ đuổi việc nhân viên như vậy, rồi anh sẽ suy nghĩ sao về bà. Chuyện đó sao mà anh biết được? Lỡ có ai xì xào đến tai anh thì sao? Ai mà dám nhiều chuyện bép xép, tôi đuổi việc hết. Kẻ nói ra, người nói vào, tin tức hành lang, làm sao bà biết được ai nói? Phòng cháy hơn chữa cháy bà ơi. Thà bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Nhưng mà để yên cho con quỷ cái đó sống nhởn nhơ như vậy á, tôi không có cam lòng. Thì nghĩ cách dằn mặt cho nó sợ là được rồi. Bà, nghĩ cách giùm tôi đi. Chuyện nhỏ. Dạ, em chào hai chị. Chào em, ngồi đi. Dạ. Bữa nay hai chị ở nhà thấy buồn quá, nên gọi cưng tới nói chuyện chơi cho vui. Dạ. Kìa, thư giãn đi em, làm gì mà căng thẳng quá vậy? Chị em bạn gái với nhau không à, phải thoải mái lên chứ. Dạ. Uống nước đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Uống nước đi, sao mà căng thẳng quá vậy không biết. Dạ. Phải vậy chứ. Hôm trước á, tụi mình có gặp nhau trong bệnh viện rồi đó. Bữa đó em không biết chị với chị Kim, nên em vô lễ quá. Mong hai chị bỏ qua cho em nha. Có gì đâu, hôm bữa không biết thì bây giờ biết. Chị Kim á, tuy hơi nóng tính, nhưng mà chị cũng thương người lắm. Chị cũng không thích ức hiếp kẻ khác đâu. Chỉ cần em biết điều một chút á, thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Em cảm ơn hai chị. À, em có biết nấu ăn không? Em cũng biết chút chút thôi à. Vậy thì tốt quá. Chị với chị Kim á, muốn nấu một bữa cơm đãi Bác Lâm. Mà bây giờ cũng không biết nấu món gì nữa.
Người làm nhà chị Kim á, thì bận việc xin về quê rồi. Em giúp hai chị nấu ăn được không? Em nấu ăn cũng bình thường thôi à. Nếu mà hai chị tin tưởng á, thì em sẽ giúp hai chị. Vậy chị cảm ơn em nhiều. Ủa, anh Cá Mập, anh cũng đi siêu thị nữa hả? Sao trùng hợp quá vậy? Đi mua cho sư huynh mới đồ. Dạ. Ủa, anh Cá Mập đi mua đồ cho anh Dương hả? À, đi mua chừng vài chục ký tỏi à. Ủa, anh nấu món gì mua nhiều tỏi vậy? Đâu nấu gì đâu, tại sư huynh nó đẹp trai, cái ma quỷ nó ám hoài à, âm binh chướng khí nó buông xung quanh nó chịu không có nổi, nên mua tỏi về đập dập 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 để gãi xung quanh sư huynh, để ma quỷ đừng bám vô, gặp tỏi là bỏ chạy nha. Đồ cái thứ mập cà chớn. Thôi phải nhịn đó, đi. Sao, hạ cơn giận của bà chưa? Thì cũng tạm tạm. Coi ra cũng biết nghe lời đó chứ. Gì vậy? Bực bội hả? Thằng cha Cá Mập đó, thấy ghét. Nghĩ sao đi siêu thị mà cũng gặp chả nữa. Còn chửi tôi á là yêu nữ này, yêu nữ nọ nữa. Rồi đổi hả mua tỏi là làm tùm lum nữa. Tôi nói thiệt với bà nha, tôi mà gặp lại thằng chả, tôi không có tha cho thằng chả đâu. Thôi, bà ráng nhịn đi. Một câu nhịn chín câu lành mà. Nhưng mà tôi tức. Nè, vì anh Dương, vì tình yêu, phải nhẫn nhịn cha Cá Mập, biết chưa? Ừ. Mà thôi, nhắc tới anh cha Cá Mập đó làm chi cho bực mình. Ê, bây giờ bà muốn đối phó với con nhỏ đó như thế nào để hả giận? Thì bắt nó phải nấu hết đống đồ ăn đó. Nấu xong bắt nó ăn hết luôn. Bà này. Rau nè. Người ta mua nhiều đồ lắm á, không biết làm tới khi nào mới xong nữa. Trời ơi, cái gì mà cực khổ quá vậy? Em cố gắng lên nha. Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa ba. Dạ con chào bác. Chào con. Dạ chào giám đốc. Mời vô. Anh Dương. À, cô Hằng nè, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Chắc cũng tạm ổn rồi. Cô Kim tính tình ngang ngược một chút, nhưng cô cũng tốt lắm. Dạ, em cảm ơn anh Dương nhiều lắm. Tôi có làm gì đâu, cô Hằng cũng đừng để trong lòng. Dạ, thôi anh Dương nghỉ ngơi đi, em ra ngoài làm việc nha. Chào
Chào chị. Chuyện xong rồi hả anh Dương? Ừ, hình như là vậy. Mà công nhận á, cách của anh Dương hữu hiệu thiệt. Mà em càng nghĩ em càng thấy lạ nha. Không có giống như anh Dương thường ngày chút nào hết á. Bình thường anh đâu có suy nghĩ được cách như vậy đâu. Ý em nói bình thường anh ngu ngốc lắm hả? Em có ý đó. À, anh đừng có nói là ý này do anh hai em nghĩ ra nha. Hả? Chuyện này đâu có liên quan gì đến thằng Kiệt đâu. Chào chị. Dạ chào giám đốc. Ừ. Cô là cô Hằng đúng không? Dạ phải. Cô Hằng cũng biết cắm hoa nữa à? Ừ, tại hoa ở đây đẹp quá. Đẹp giống như cô Hằng vậy. Cảm ơn giám đốc quá khen. Cô cắm tiếp đi. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Coi như là thằng Minh với con Mai là chấm dứt luôn rồi đó thầy. Tụi nó thương nhau cũng tính ra cũng 5-6 năm rồi đó thầy. Vậy mà qua sự việc lần này, chắc con Mai nó sẽ trưởng thành hơn. Mấy ngày nay nó buồn nó đi hoài, tôi ít gặp nó quá. Tội nghiệp con nhỏ, một thân một mình, không có ai để mà chia sẻ tâm sự với nó. Cái ba mày đừng có lo. Tướng con bé Mai là tướng phúc hậu. Lúc đầu nó lẩn đẩn, vậy chứ sau này nó ổn lắm à. Bữa nay thầy kiêm thêm ngày có tướng nữa nghe. Tôi cũng hy vọng là được như thầy nói vậy. Hy vọng qua cái ải này rồi, thằng Dương nó sẽ trưởng thành hơn. Thầy cười cái gì vậy? Biết đâu thằng Dương nó tránh được vỏ dưa rồi nó sẽ gặp gió sầu riêng. Gió sầu riêng.